Mí cho mọi người bí quyết giữ tóc luôn bồng bềnh xuân mượt, tạo kiểu uống sấy gì cũng không lo. Đó là em serum dưỡng tóc của nhà Laurent Barrett. Dùng serum khi tóc còn ẩm và trước khi tạo kiểu. Serum sẽ bảo vệ tóc khỏi nhiệt, giảm hậu quả tóc bị khô cháy và xơ rối. Ngoài ra serum còn giúp giữ nếp tóc lâu hơn, tóc bồng bềnh, bóng mượt hơn, hương thơm thư giãn nhẹ nhàng. Áp dụng ngay cách này để bảo vệ mái tóc nha.